Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Ian Friel và Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Jordan Dobson. Tại cuộc tiếp Đại sứ Anh Ian Friel, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Anh thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam rất coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Vương quốc Anh. Quan hệ hai nước đã đạt được những bước phát triển tích cực gần đây, đặc biệt là việc hai nước ra tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược 2010-2020 với tầm nhìn hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Nhân dịp này, qua Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Anh sớm thăm chính thức Việt Nam. Tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Chedene Dobson, tới chào từ biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tin tưởng Đại sứ Chedene Dobson có những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Đánh giá cao đóng góp của Đại sứ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung cũng như Quốc hội hai nước nói riêng. Bày tỏ tin tưởng trên bất cứ cương vị nào, bà Đại sứ vẫn giữ tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và tiếp tục đóng góp tích cực cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn New Zealand đã rất tích cực hỗ trợ Việt Nam cả về vaccine, máy thở và nguồn lực để kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.